Chiều nay ngày 24 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức phiên họp thứ 29 để cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ 23, kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng và phó các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ngành đơn vị có liên quan. Dự kiến kỳ họp thứ 23 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2024. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và xem xét quyết định các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ thảo luận quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên họp thứ 29, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến về các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 23 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nội dung giám sát chuyên đề và các phiên giải trình năm 2025. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã chỉ đạo từng nội dung cụ thể, trong đó đồng chí nhấn mạnh, kỳ họp thứ 23 là kỳ họp thường lệ vào dịp cuối năm có ý nghĩa quan trọng bởi tại kỳ họp này sẽ quyết định nhiều nội dung về định hướng cho năm 2025, bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, thu chi ngân sách, giao chỉ tiêu biên chế và quyết định chủ trương đầu tư các công trình dự án thuộc thẩm quyền. Từ yêu cầu của kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm chuẩn bị sớm tài liệu để các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra và đại biểu có thời gian nghiên cứu. Để phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu và nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí yêu cầu tất cả các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khi tham dự kỳ họp phải chuẩn bị ý kiến để sẵn sàng tham gia phát biểu thảo luận và tham gia chất vấn. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân tỉnh, văn bản nào cần thiết phải triển khai sớm, nhất là các văn bản liên quan đến thi hành luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở thì phải lựa chọn để trình sớm. Đối với các vấn đề chất vấn tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng, do đó nội dung chất vấn phải đáp ứng được các yêu cầu là những vấn đề đang đặt ra trong công tác quản lý, điều hành và liên quan đến sự phát triển của tỉnh, những vấn đề mà cử tri và doanh nghiệp quan tâm, những vấn đề làm sao để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, cho triển khai các dự án phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Những vấn đề được lựa chọn phải rõ ràng, cụ thể, dễ xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thực tiễn đang yêu cầu. Trên tinh thần đó, ngoài các nội dung Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến chất vấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gợi ý thêm một số vấn đề để Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu lựa chọn. Về phương pháp chất vấn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở chuẩn bị chất vấn, phân công Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực tham gia giải trình và cam kết chỉ đạo thực hiện, đồng thời yêu cầu các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Sau chất vấn, phải ra nghị quyết và giám sát việc thực hiện sau chất vấn. Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam đã tiếp thu và chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai đầy đủ, đồng thời thống nhất ba nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 23, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất chăn nuôi, quá tải tại nhiều bãi rác trên địa bàn tỉnh, tiến độ triển khai các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn chậm, tình trạng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế trong một số ngành lĩnh vực còn chậm, thông tin sai lệch, tin giả trên các phương tiện truyền thông còn nhiều, chưa được xử lý triệt để, tình trạng nhiều dự án đầu tư trực tiếp, dự án công nghiệp, dự án đầu tư hạ tầng du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm tiến độ cần được tháo gỡ. Cũng tại phiên họp thứ 23, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến công tác chuẩn bị tổ chức phiên giải trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quản lý sử dụng bàn giao đất nông lâm trường của công ty Ban Quản lý rừng phòng hộ nông lâm trường cho địa phương để giao cho nhân dân sản xuất từ năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.